Chị Tâm có khi nào nói với A Cỏ là em yêu anh không? Không. Chứ nước ngồi ai không luôn hả? Ví dụ như chị muốn thân mật giống như là bữa đó thương quá, muốn nói thương quá thì nói làm sao? Tao thương mày hả? Không phải. Ngồi ai này lại Trời ơi chú. Chú anh vào. Vậy ái nhại ngồi ôm tại. Dạ quý tiệc. Chú bắt nhẹp dữ luôn á. Ngồi ai lại lại ai ngày. Lại ôm lại. Ngồi ôm lại. Ngồi lại bằng ngoại. Dữ dằn thiệt. Chú nào tới đây là chú cũng... À, chú vui á, bắt nhịp lẹ luôn mà, hợp với tim á. Thêm một lão đại vô tim nữa nè. Trời ơi, tình yêu có nhiều điều khó nói lắm. Hi, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha các bạn. À, đến đây làm video chia sẻ cho các bạn xem về bánh mì heo quay bánh mì. Đúng không Lê Lê? Là anh là nghe chữ rồi. Đây nè các bạn. Tôi khen Lily Ly, chị Tâm á, tôi cũng bị chữ. Tại sao mình không nói những lời yêu thương đi? Thì nói lời yêu thương cũng bị chữ đó. Tại sao mà nói lời cái đắng chữ vậy? À, đây là ba gọi nạc, ba gọi rút xương, ba gọi rút sườn các bạn. Giá là 320.000 một ký. Rồi sườn đùi xá xíu là 300. Giò 100 gữ, móng 120, bánh mì 15k một ổ các bạn yêu thêm, mua thêm, tính tiền thêm. Bánh mì 15k một ổ các bạn yêu thêm, tính tiền thêm. Ghiết rồi rối rồi. Mua bánh mì mà yêu thêm, tính tiền thêm. Mua thêm, tính tiền thêm. Đang sớm còn mơ màng. Tết nhất rồi đúng không? Ở đây bánh mì đây là để được nói lời yêu thương. Vui vẻ năm mới. Đúng rồi. Người ta đã nói là yêu phủ cho qua. Em ta... bị chửi mà, chê cũng bị chửi mà. Có ai khen em á, ai chê em thì em buồn, ai khen em thì em không tin. Anh nào? Anh nào? Hai anh. Hai anh, đúng rồi. Hả? Anh ở giữa. Anh ở giữa chưa xuất hiện. Mình nói gì đâu mà chứ có giải kêu chứ vợ người ta mình cứ khen hoài mình chả hiểu. Chị miếng thịt vô đi. Để lấy tôi vô, tôi đi quay, tôi che ra để chờ. Để đọc, để lấy comment của mấy chị coi. Đấy, khách tới luôn nè các bạn. À, cô chú mua bánh đậu lộn, mua heo quay bánh mì với hoặc heo quay. À, chú bên kia luôn. À, chị gái luôn. Trời ơi, giờ hết hồn luôn á. Cho nửa ký đi. 103 đó, 107. Lẹ lắm chị, như máy luôn. Chị đừng lắm em, chị ơi. Có hồn chứ. Nè, 130, 307 đứng ngoài nha. Nửa ký đừng cắt nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha chị. Đó, vừa làm cho chú luôn á. Lẹ lắm, chú vô chú dặn liền mới được. Tôi biết đâu. Dạ. Tưởng sao bán cho người nào chứ. Cúng kia là bán cúng đó. Cúng mà để miếng cúng chứ đâu có. Nhiều á. Dạ tính sao.
Tiếp tục chương trình đọc comment nha. À, Lily đang cắt đó là ba gọi nạc, ba gọi gút xưa, gút sườn các bạn. Họ hấp dẫn luôn. Nạc không. Hết sảy con bà bảy luôn. Có nhiều bà bảy lắm nha. Ví dụ ở gần nhà em có bà bảy chưa có con. À, nhà anh thì bà bảy và có cháu cháu luôn rồi. Cháu chặt luôn hết trơn. Đây là video. Hết sảy luôn. Đâu muốn gì? Lâu lắm mới thấy chị rồi, chị đâu? Chị thấy em á, mấy bữa em lại. Ồ, kêu em đó, em hỏi kêu em. Ngày nào luôn chị cũng ở đây luôn á. Lấy cho 200 đi này, với ở 200 đem ba gọi cho chị. Sách xíu. Ít tiền là ít tiền là trên sao chị nào lắm. Chị còn không? Mấy ổ chị không? Dạ, này 60 với ổ này 15 và 75. Chị cũng vậy ha, không thay đổi. Không đẹp như ngày nào. Ừ đúng rồi. Phải liền, phải. Không, năm mới ai nói mình đẹp mà mình nhận hết chị. Bo liền chị, bo liền. Bo liền. Anh này uống nước nha. Hello cô. Mua thịt cua hay. Dạ heo quay. À quên. Dạ. Lấy nhiêu cô? Lấy cô 2 miếng đi. 2 miếng này. Ồ, 2 miếng đó ngon luôn á. Nạt không? Đâu, 2 miếng này hả cô? Ừ, đúng rồi, nhiêu ký vậy? 320 á cô. Cho con đi ký tư hơn đó, cho con 450 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 đó, cho con
con nói sao con để cho con một cái miếng này để đựng vô hai hộp á, hai hộp quên nó hai chữ không hiểu thấy không, không vậy là đúng rồi nè, đúng rồi rối loạn luôn rồi. Tưởng nó con dồn vô một hộp, nó có cái nào chặt để riêng nè. Đưa tiền chị áo bông á cô. Dạ dạ, đưa bên này con. Nhiều đây. 450 chị ta. 450. Cái chốt xe nó bị hư rồi. Em sáng em mở rồi, sáng dùng lên một cái để lấy cái nón á. Hello chị Nga. Quá rồi luôn á. Quá chứ gắt luôn à. Vậy hả? Anh hỗ trợ em dịp anh mặt tay á. Rồi, hello cô. Nó dính vô luôn trong cái chìa khóa luôn hả? Chắc do em nặng quá em ngồi cái nó dính luôn cái ổ khóa nó hư luôn. Người ta mới có 15 kg. Nhiều cái. Anh nói chơi thôi chứ không có mập. Em tổn người chị ơi. Trời ơi, khách bắt đầu vào rồi, nhộn nhịp rồi các bạn ơi. 15. Thank you.
15 ngàn có thối không anh trai? Thối 5 ngàn chị Tâm ơi. Dạ 15 ngàn có thôi không chú? Thôi 5 ngàn con chị Nga ơi. À chú này hôm qua mặc áo đỏ nè chị Tâm. Chú này thích 7 ngày 7 màu đẹp không à? Màu tươi không à? Bữa nay áo xanh. Mai chú mua bánh mì là gặp áo vàng luôn nè. Rồi xong vậy. Ngày mốt chú mặc áo tím. Tím liệm luôn. Có gì con gái? Một ổ bánh mì thối 385 ngàn, 485. Tiếp hả con? Trời ơi, ngày nào má chở con đi cũng ăn bánh mì hay. Để ba chở ăn được hả? Đi sáng đi học á. Đi học á. Trời ơi các bạn. Hết sảy con bà Tám luôn. Né. Né bà Bảy ra để nhắc bà hoài tội nghiệp á. Tuyệt vời không mặt trời. Có được. Có tiếng cười nè phải không? Cái đó cũng được. Hồi trước anh có chèn vô rồi, cũng có khán giả góp ý là nói tại vì video mình quay ẩm thực mình chèn vô thì nó kỳ, còn nếu mà video mình làm hài á mình chèn vô á. À à chèn vô vui lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Mất cười thiệt không? À. Cái giống như cái gì ta? Nó làm cái miệng rộng ra cái gì? Cái đó phải chỉnh á. Mà cái đó anh không biết chỉnh. À, hình như là trên cấp kết thì phải á, giống như đi chạy Mi E hay làm vậy đúng không? À dễ thương. Xá xíu không dưa không ngò bà con ơi. Ai, khách tới luôn quý vị ơi. Muốn gì luôn vậy cô? 20 đi em. Bánh mì hả cô? Hai ổ bánh mì heo quay 30 có thối không anh? Khỏi thối luôn chị Nga ơi. Lily đang chuẩn bị chặt, đó là bà gọi mở nha các bạn, 200k một ký.
da giòn, mỡ trong veo, thơm. Đúng rồi. Đó, có nạc nè. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thấy nó có hai đường đường nạc với một đường mỡ, ba đường mỡ. Thơm lắm. Đúng rồi. Đấy các bạn. Đúng rồi, kho lên thơm. Heo cơm. $45 có thối không anh chơi? Ở 20 là 60 có thối không anh? Thối luôn. Ổ 20, ổ 20. Có chặt luôn em. Hello con trai, sáng đi học hả? Hello đi, chào khán giả đi, hello. Sao sáng sớm đi học, sao mặt buồn vậy? À không đi học hả? À nay được cha chở đi chơi. Vui lên ơi, vui, hello. Ngại ngại ngại, hơi ngại. Dạ thấy lạ lạ. Thấy mặt mập sợ quá. Dạ. Dạ tại nhà em bên này nè. Rồi trước em quay cái thấy bà con thích thích xem lắm nên em quay mỗi ngày luôn. Ba ổ luôn. À, không kịp rồi các bạn, bây giờ phải chuyển qua cho chị Tâm làm bánh mì. À, bé Ly thì chặt cái giò cho khách. Giò này là 150k một ký nha các bạn. Về kho cải chua, kho nước dừa, bá cháy bồ chét luôn. Chị Nga được nạp vitamin collagen là tốt nhất cho đẹp da rồi. Còn mua bánh mì, mua heo quay ở bên kia nữa. À, dòng qua chỗ bên này. Đây là trên đường Phạm Phú Thứ mình buổi sáng nha các bạn. À, cảnh tấp nập đường phố Sài Gòn. Bà con đi làm, đi chợ, đi học. Giờ này sáng sớm thì chắc không có đi chơi rồi các bạn. Rau dưa đầy đủ anh trai. Rau dưa đầy đủ luôn. Rồi đợi xíu luôn nha em. Dạ. Hay mình rất thính cái xe có này đẩy để rau đi. Đó, năm mới phát tài anh nha. Mua mai bán đắt nha. À, mày vô, tình cờ mình bắt gặp.
ba cái 100, ba cái 100. Quẹo lựa, quẹo lựa. Hello chú Thành đẹp trai. Ba ổ 15 luôn. Ba ổ 15. 45.000 cái thôi không anh. À anh ơi 100 thổi 55 chị Nga ơi. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Chúc ngày mới may mắn nha. Đây là công việc mỗi ngày của chị Tâm. À, bà con cô bác là có nhận xét là chị Tâm treo theo quay lên rất là đẹp. Chê đẹp. Lê chê không bằng. Anh cái khúc sau anh không có nói nha. Nhưng mà chắc có đọc bình luận. Đó chị Tâm đang cho giò heo là 150 các bạn, còn móng là 120 nha các bạn. Em không nói em cũng khó chịu lắm. Một ổ 15 không dưa có thối tiền không anh? Không thối luôn chị Nga ơi. Thói 5.000 chị Nga ơi. Trời ơi nó đẹp nè các bạn ơi. Không dưa ngò luôn. À. Thói 85 luôn chị Nga ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Có mà hình như ở ngoài anh thấy có bán mấy khẩu trang mà để cái nhe hàm răng cười luôn á. Có súng găng. Súng găng để chị Tâm đeo nhìn vui lắm. Không vui lấy ngon con. Chị Tâm quên. Chị Tâm đeo không kìa. Lily mua 2 3 cái. Không có lấy vui đeo khỏi lấy ngon luôn. Đeo mai mua cho trời chờ.
mình đeo á. À. Chị Tâm là không có ngại, chỉ cần có nhà tài trợ thôi. Chị Tâm vui lắm các bạn, dễ thương lắm. Mười lăm ngàn có thối không chú? Không ớt, không ớt. Thối 5.000 luôn chị ơi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này các bạn nhé. Ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.